Dạ vâng, xin chào tất cả anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc nhé. Tiếp tục quay trở lại video của em ngày hôm nay. Thì vừa Tết Nguyên đán xong, em cũng tiện thể lên luôn cho các anh em các cái mẫu dây tín hiệu như dây hai đầu hoa sen. Đấy, như kiểu một đầu 3.5 cắm điện thoại. Đấy, cắm điện thoại ra một đầu, ra hai đầu hoa sen như này. Đấy, 3.5 này. Đấy. Tiếp theo như kiểu cái dây quang, dây hai đầu optical, dây quang anh em có thể kết nối từ trực tiếp từ TV xuống DAC hay là từ TV trực tiếp xuống con giải mã. Đấy, hoặc là cắm trực tiếp vào những con âm ly có giải mã, có cổng optical anh em nhé. Đấy, thì tiện anh em nào đang cần những cái dây tín hiệu chuẩn. Đấy, thì đừng bỏ qua cái video của em ngày hôm nay nhé. Đấy, trong thời gian qua em đi rất nhiều nhà thưởng thức các cái dàn âm thanh của tất cả anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đấy, thì em cũng đang thấy rất nhiều anh em còn đang sử dụng những cái dây đen như này. Đấy, những cái dây đen như này. Để mà nói anh em có thể so sánh những cái dây đen này hầu như nó không có một tí chống nhiễu nào anh em nhé. Nên là tại sao khi anh em và các bác nghe cảm thấy âm thanh nó bị trôi xạ, nó bị nhiễu, nó bị nói chung là nó không bị méo tiếng, thì để em nói em đảm bảo với các bác là hầu như là do dây tín hiệu không được ổn định mà không được tốt nhá. Đấy, thì tiện hôm nay em cũng lên cho anh em các mẫu dây mà bên em đã chọn lọc được ra. Đấy, chọn lọc được ra. Đấy, những cái dây 3.5 như này. Đấy, đầu tiên là cái dây của Hitachi, 3.5 Hitachi. Dây bãi của Nhật. Đấy, anh em có thể nhìn dây bãi của Nhật Hitachi. Dây này thì em không còn nhiều, em chỉ còn vài sợi thôi, nhưng mà tiện cái mẫu mà em lên cho anh em đủ chọn đủ bộ luôn để cho anh em có thể lựa chọn nhá. Đấy, dây này thì dây của Hitachi dài 2 mét mà dây rất là mềm luôn. Dây rất là mềm. Đấy, đầu thì là đầu, anh em có thể nhìn cái dây bãi của nó, tuy là dây bãi thôi mà nó rất còn rất là mới anh em nhá. Đấy, dây bãi Hitachi giá 320.000 một sợi, dài 2 mét anh em. Đấy, dài 2 mét nhá. Đấy, tiếp theo đến dây Flutech này. Dây này bên em cũng còn ít, không còn nhiều, dây Flutech của Nhật. Đấy, em cầm một sợi thôi, anh em có thể nhìn nó dễ hơn. Đấy, dây Flutech của Nhật. Đấy, đầu 3.5 này. Dây bãi như mới luôn nhá. Đấy, có những cái cấn như này, anh em có thể nghe tiếng kịch, tiếp xúc rất là tốt khi anh em cắm trực tiếp vào điện thoại, lấy nhạc trực tiếp từ điện thoại xuống nhá. Đây, đây là, còn đây là đầu hoa sen này, anh em có thể cắm vào âm ly này. Đấy, Flutech bại xịn luôn anh em nhá. Dây này cũng rất là mềm. Đấy, dây này cũng rất là mềm. Giá 280.000, bao ship cho anh em. Đấy. Tiếp theo đến cái dây của Z-Net. Dây Z-Net này là dây bãi Singapore anh em nhá. Sinh, bãi sinh. Cũng có cấn luôn. Đấy, mà giá lại cực kỳ mềm hơn. Dây này thì bọc dù chống nhiễu cực kỳ tốt. Đấy, anh có thể nhìn chất lượng này. Đấy, Z-Net. Z-Net thì là một thương hiệu mới nổi, nên là giá thành và chất lượng nó đều tốt hết anh em nhá. Chỉ có 185.000. Đấy, thêm 30 phí ship nữa là tầm 230.000 thôi em nhá. 220-230. Đấy, một sợi rất là tốt, dài 2 mét. Đấy, dài 2 mét nhá. Đấy, bọc dù chống nhiễu tốt. Đấy, anh có thể đầu chia này, đầu chia này. Đấy, từ cái rắc 3.5 anh em nhìn chất lượng cực kỳ ổn định luôn. Đấy, dây bãi mà trông nó như dây mới luôn anh em nhá. Hầu như đây là kiểu dạng bãi tồn kho. Đấy, bãi tồn kho nên là người ta để tồn rất lâu rồi. Đấy, bên em có thể nhập về được. Đấy, để tận dụng. Giá rất cực kỳ tốt cho anh em, chỉ có 230.000. Đấy, để cho anh em thay thế những cái dây đen như này thì đấy là ba cái mẫu để lựa chọn anh em thay những cái dây như này nhá. Đấy, kể cả những cái dây AV em cũng thấy anh em đang sử dụng rất là nhiều rồi. Hai cái đầu hoa sen này, cái dây là bé tẹo này thì nghe nhạc cái gì đúng không anh em. Đấy, bé tẹo như này, anh em có thể so sánh những cái dây Hitachi bên em này. Đấy, anh em có thể nhìn cái dây Hitachi đây, nó to gấp 3 đến 4 lần, để nói không là phét chứ 5-6 lần cũng đến anh em ạ. Đấy, cái lõi này chống nhiễu cực kỳ tốt luôn. Để em nói đảm bảo với anh em là để sợi dây trên tay em chỉ có giá 250.000 thôi, bao ship cho anh em. Nhưng mà em đảm bảo với anh em, kể cả anh em mua ở ngoài một cái sợi 300-400.000 còn chưa chắc bằng được cái dây Hitachi này của nhà em nhá. Đây, đây Hitachi. Đấy, dây cũng của Hitachi. Đấy, em cố bắt nét cho anh em nhìn, cố bắt nét cho anh em nhìn cái sợi dây của Hitachi. Đấy, đây Hitachi xịn luôn anh em nhá. Đấy, 80C này, Hitachi này, AWM. Đấy, dây tín hiệu chuẩn của Nhật, mã là 20276. Đấy, dây cực kỳ to luôn, anh em có thể so sánh với ngón út của em.
nó gần bằng ngón út của em luôn nhá. Đấy, cái cấu hình này thì em có hai cấu hình. Cấu hình trắng và cấu hình đen. Ở dây đen này thì có thể anh em nhìn khó có chữ Hitachi hơn. Nhưng mà dây trắng này nhìn cực kỳ rõ luôn này. Đấy, dây trắng này nhìn cực kỳ rõ luôn, anh có thể nhìn cực kỳ rõ luôn. Đấy, giá cũng chỉ 250.000 thôi. Nhưng em đảm bảo với anh em không thua kém gì những cái dây 500-600.000 bên ngoài anh em nhá. Đấy, quan trọng là chất lượng và uy tín em để cho các bác. Giá thành nó vừa phải chăng mà chất lượng nó cũng phải tốt nữa. Đấy, chỉ có 250.000 thôi ạ. Đấy, tiếp theo ngoài ra anh em nào, để em sẽ dịch sang đây cho anh em nhìn. Ngoài ra những cái anh em nào mà đang quan tâm những cái anh em để sát tường, mà quan tâm những cái sợi dây đầu hoa AV, đầu AV mà vuông như này. Đấy, giá chỉ có 500.000 cho một đầu thôi anh em nhé. Đầu mạ vàng luôn, em cố bắt nét cho anh em nhìn. Đấy, đầu của đây Nakamichi, đầu Nhật xịn anh em nhé. Đấy, đầu bãi Nhật xịn luôn, dây cũng của Hitachi luôn, 500.000 một sợi, à một cặp dài 1 mét. Tất cả đây dây AV đều là dài 1 mét hết anh em nhé, tất cả đều dài 1 mét hết. Còn dây 3.5 này thì hầu như là dài 2 mét. Đấy, 2 mét. Đấy, ngoài ra còn dây optical đầu quang học này của Audio Quest này, giá 280.000. Đấy, Audio Quest đầu kim loại anh em nhé. Đấy, đầu kim loại. Đấy, đảm bảo với anh em truyền tải cực kỳ tốt. Em cũng thấy anh em đang sử dụng rất nhiều cái dây đen này. Đấy, cho cái đầu giải mã của mình thì nó, để mà nói thì dùng tạm, nghe tạm thì được nhá. Nhưng mà khi anh em nghe chuyên nghiệp, đây anh em có thể nhìn, nghe tạm thì được thôi. Đấy, những cái đầu quang bé tẹo như này thì sao mà truyền tải tín hiệu tốt được, đúng không anh? Đấy, nghe tạm thì được thôi, nhưng mà muốn nghe chuyên nghiệp thì thay ngay cho em những cái dây quang to như này. Đấy, thay ngay cho em những cái dây quang to như này. Đấy, đầu kim loại của Mỹ, đây là dây Audio Quest bạn Mỹ nhá, giá 280.000 một sợi, bao ship cho anh em. Đấy, ngoài ra em có cấu hình nó mềm hơn một chút, dây Hotech bạn Mỹ. Đây, Hotech bạn Mỹ cũng đầu kim loại, cũng đầu kim loại đúc anh em nhá. Đấy, về thì anh em lưu ý, nếu mà khi lấy ra anh em có thể rút cái đầu nhựa ra thì anh em mới cắm vào thiết bị nhá. Giá chỉ có 185.000 một sợi, dài 1,5 mét. Đấy, anh em nào cần cấu hình 2 mét, dài 2 mét thì giá là 230.000 nhá. Phí ship thì cái này thì em chưa bao phí ship cho em thêm 20.000 thôi. Đấy, anh em nào ở xa thêm cho em 30.000, gần thêm cho em 20.000. Đấy, dây Hotech cực kỳ tốt. Đấy, anh em nhìn cái lớp đây, lớp chống va đập này, nhựa chống va đập, nó nhiều silicone đấy anh em, nhưng nó là nhựa chống va đập, anh em nén, anh em gập thoải mái nhá. Dây quang nào anh em dám gập, dám bóp như em không? Đấy, chưa bao giờ có. Đấy, 230.000 một sợi, dài 2 mét. Đấy, 185.000 một sợi, dài 1,5 mét nhá. Liên hệ trực tiếp với em, số điện thoại em sẽ để ở phía dưới, hoặc em sẽ thông báo ở trong cuối video, anh em đừng qua cái video của em ngày hôm nay nhá. Đấy, ngoài ra những cái dây Canon, hai đầu Canon đực cái này của Hitachi. Đấy, giá 280.000. Loại này thì tốt hơn cái loại đầu này, quan trọng cái đầu rắc, nó chỉ hơn vài chục nghìn thôi. Đấy, anh em nhìn đầu này, hầu như là rắc đồng hết anh em nhá. Bên em chọn lựa cho anh em những cái rắc nó cực kỳ tốt nhá. Đấy, 280.000. Đấy, có những cái câu hình này chỉ có 250.000 thôi. 250.000 một cặp Canon đực cái dài 1 mét. Đấy, ngoài ra anh em nào cần những cái đầu cái da V này cũng 250.000 nhá, một cặp dài 1 mét. Đấy, vâng, video cũng dài rồi, em xin kết thúc video ở đây nhá. Anh em nào quan tâm thì cái mẫu sản phẩm nào thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 032 8722 916 nhá. Em xin nhắc lại nhá, 032 8722 916, cũng là số Zalo của em luôn. Anh em quan tâm cho em xin một đăng ký kênh để ủng hộ em sau các video sau nhá. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả anh em.